Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái chủ đề là cây cà pháo nha các bạn. Thì bữa rải các bạn thì cũng có một bạn tên là Phong có nhắn tin Zalo cho mình các bạn. Thì bạn này là mua hạt giống cà pháo bên bên mình. Bạn này là ở cánh ở ngoài miền Bắc nha các bạn ha. Thì bạn này cũng mới vô đợt là thu hoạch cà pháo các bạn. Nhưng mà nay nó bị vàng lá nhiều. Cái lý do là cái thời tiết ở bên bên bạn á, là lúc nắng lúc mưa các bạn, thì dạo gần đây thì có mấy cơn mưa các bạn nó thất thường á, rồi đang nắng chang chang vậy rồi mưa mưa xong đỡ rồi nắng á các bạn, thì làm cho cái cây của bạn nó bị cháy lá. Các bạn có bạn có nhắn tin cho mình á, là hỏi cái thuốc trị để hết cái cháy lá ở trên cái cây cà pháo các bạn, thì vì bạn cũng mới là vô thu hoạch đó các bạn. Thì hôm nay sẵn mình đang có một cái vườn cà pháo đang bị cháy lá các bạn nè, nó như thế này. Thì sẵn thì mình quay cái video clip này nè, sẵn là mình trả lời cho các bạn cũng như là bạn Phong, rồi để cho các bạn có thể là mới trồng thì các bạn có thể là tham khảo cái kỹ thuật trồng cà pháo của mình ha, để các bạn có thể áp dụng cho cái vườn cà pháo của các bạn ha. Và mình lưu ý nha các bạn ha, và những cái chia sẻ của mình các bạn thì các bạn nên áp dụng cho một cây trước khi rồi các bạn áp dụng cho một vườn ha. Tại vì mình không muốn những cái chia sẻ của mình mà nó làm ảnh hưởng đến cái vườn cà pháo hoặc là những cái vườn rau màu của các bạn ha. Với những cái loại cây như cây cà tím nè thì các bạn cũng có thể là áp dụng được nha các bạn ha. Đây, quay cho bạn xem nè, như cái cây cà pháo này các bạn thì nó đang bị vàng lá nè, thì mình có thể là sử dụng như là cái thuốc là Nativo cộng với thằng Antracon để mình xịt cho nó hết nha các bạn ha, hoặc là cái thằng Nativo cộng với thằng Angun nó, thì hai loại thuốc đó thì bạn sang kẻ bằng xịt thì nó sẽ hết nha các bạn ha. Rất là đơn giản, những cái loại thuốc này thì nó trên mạng cũng vẫn có, và ở trên cái vật tư nông nghiệp là nó vẫn có nha các bạn. Đó. Ở đây ông tía mình cũng đang xịt thuốc nè các bạn, để mình phóng to cho bạn xem nè. Đó, tía mình cũng đang xịt nha các bạn ha. Đó. Em phóng nhỏ lại. Rồi chú ý là mình ngồi ở gốc cái cây này nó bị vàng lá rất là nặng nha các bạn ha. Cái nguyên nhân mà của mình là hôm bữa là nước mình nó thời mình đang trong cái mùa nắng các bạn, nước nó cạn rồi nước nó nhiễm khuẩn nhiều, rồi mình tưới bằng cái hệ thống ống nước này nè, rồi nó phun những cái nước cạn lên, nó làm nó cho nó vàng lá, thậm chí là mình đã xịt rất là nhiều nhưng mà nó không hết các bạn, nhưng mà mình vẫn xịt, nhưng mà mình sẽ chỉnh lại cái hệ thống ống nước đó, là mình tưới vào cái buổi chiều á, đặng cho cái mùa sương xuống các bạn, đặng cho nó phả bớt cái nhiễm khuẩn. Mà hôm rồi là nhờ những cây mưa các bạn, hiện nay thì nó cũng đỡ đỡ rồi nha các bạn ha. Chắc này mai nữa mình sẽ xịt dưỡng lại. Xịt dưỡng thì mình xịt thằng Atonis cộng với thằng Humic trong biển các bạn, thì nó rất là hay nha các bạn ha. Hoặc bạn có thể sử dụng thằng ba lá xanh cộng với thằng Atonis, bạn cộng lại bằng xịt thì nó dưỡng nó rất là hay. Đó, còn cái cây cà pháo của bạn mà nó chậm phát triển, nó chậm lớn thì bạn có thể sử dụng GA3, là cái gói đầu drip các bạn. Bạn sử dụng khoảng đâu là nửa gói GA3 bạn cộng với Atonis bạn xịt là nó ra rất là mau phát triển nha. Đó. Thì hôm nay là chia sẻ cho các bạn vậy thôi nha. Rồi bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nha các bạn, để mình có động lực để mình chia sẻ cho các bạn về những kỹ thuật về trồng cây cà pháo cũng như là những cái mô hình trồng cây khác ha. Còn đây cà pháo của mình cũng đang có trái nè, để mình quay sơ cho các bạn xem, cái nữa mình sẽ dừng ha. Tại vì người ta đang hát karaoke các bạn, thành ra mình không có làm cái video dài được, sợ ăn bản quyền á. Ở gần mình ta đang hát karaoke á nè. Cà pháo nè các bạn, tuy rằng nó vàng lá nhưng mà trái nó vẫn là rất là nhiều nha. Đó các bạn. Thì cái vườn này thì mình cũng ăn cũng đã được hơn 5 tháng rồi các bạn. Nha. Thì còn riêng cái phần hạt giống nữa thì mình cũng có đang ươm hạt giống á, và mình cũng có chừa lại cũng rất là nhiều á. Thì bạn nào có dự định trồng thì các bạn cứ nhắn tin cho mình ha, qua cái Zalo thì mình sẽ ship cái bưu điện qua cái đường bưu điện cho các bạn nha các bạn ha. Một trong những cái lý do mà các bạn trồng cà pháo mà nó không lên, ươm cà pháo nó không lên á, đối với những người bạn nước ngoài các bạn có bình luận cho mình á, là do các bạn chọn giống nó để lâu, nó quá lâu, và coi cái giống của nó không chất lượng á, thành ra nó sẽ không có lên nha các bạn ha. Còn giống mình á, là giống mới toàn bộ luôn. Thậm chí là trong cái khoảng thời gian trước á, thì có rất là nhiều người bạn là comment hỏi mình có hạt giống hay không, mình đều là từ chối là không có nha các bạn ha. Tại vì cái lý do là mình hết á các bạn, mình chỉ bán cho các bạn những cái giống mà nó mới nhất thôi, để cho các bạn trồng nó hiệu quả. Đây các bạn, để mình quay cho bạn xem sơ cái nữa ha. Khúc này nó bị vàng lá nhiều, tại vì hôm bữa bị nhiễm khuẩn á. Còn mình trồng ở cái khu bên kia nữa kìa, nó cái khu này nè,
là cũng bệnh là cũng nay cũng là trên 5 tháng rồi thu hoạch đó nha. Thì trong này là khoảng 2 tháng là mình bắt đầu là mình hái trái là nó rộ các bạn ha, khoảng 85 ngày rộ, 60 ngày là nó ra trái chín. Đó, để quay bạn xem nè. Đó các bạn xem. Đó, mình phải xịt dưỡng cũng như là xịt sâu cho nó thường xuyên đặng cho nó không có bệnh nha các bạn. Ở đây thì mình nói nó hơi nhanh, các bạn có thể là nó bị lấp nhiều á thì các bạn nghe thông cảm ha, nhưng mà những cái gì mình chia sẻ cho các bạn là thực tế ha. Đó, mong là các bạn là nghe và có thể các bạn thử nghiệm trên một cây của các bạn trước ha. Nếu thấy hiệu quả thì các bạn hãy áp dụng cho một vườn ha. Cũng như là cây cà pháo của bạn chết nguội thì các bạn có thể sử dụng là 50g của hàng Antracon hoặc là 50g của hàng Isurang các bạn cộng lại với nhau, các bạn tưới cái gốc cho nó thì nó sẽ không có bị chết nguội nữa. Là nó bị héo xanh các bạn, nghĩa là cây cà pháo mình đang trồng sơ sơ vậy mà nó bị héo xanh á. Nó thì chia sẻ cho các bạn vậy nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp của mình ha.